Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bí thư huyện Cô Tô bị điều tra vì hãm hiếp nữ nhân viên sau tiệc rượu. Bí thư huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn vừa bị tố hãm hiếp có tổ chức một phụ nữ đã có chồng sau tiệc rượu. Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc gây chấn động lớn trong nước này. Chồng của phụ nữ bị hãm hiếp này là công an huyện nên đã báo cáo ngay cho lãnh đạo tỉnh. Vì thế, vụ việc đã bị điều tra ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ hãm hiếp. Được biết, ông Lê Hùng Sơn, sinh năm 1982, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa, được coi là bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh và là một trong số các bí thư trẻ nhất cả nước. Đây là hình ảnh bí thư đảng ủy huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn, sinh năm 1982, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Theo thông tin trên trang Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Sơn có trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ, thạc sĩ kinh tế công nghiệp. Trước khi giữ chức bí thư huyện ủy Cô Tô, ông Sơn từng làm cán bộ phòng thương mại du lịch, sở kế hoạch và đầu tư ở Quảng Ninh. Thư ký chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phó giám đốc trung tâm hành chính công an tỉnh Quảng Ninh, phó bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh. Và từ tháng 11 năm 2020, ông Sơn tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ huyện ủy và giữ chức bí thư huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025. Vào sáng ngày 12 tháng 11, trao đổi với phóng viên Nông nghiệp Việt Nam, bà Em đang sống tại thị trấn Cô Tô là mẹ chồng của nạn nhân khẳng định gia đình đã có đơn gửi công an và các cấp tố cáo ông Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy vì hành vi hãm hiếp con dâu của bà. Theo bà Em kể lại, con dâu bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng thì làm công an trên huyện. Vào hôm kia, ngày 10 tháng 11, con dâu của bà được triệu tập đi liên hoan ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn. Trong tiệc rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say, lúc lên xe về phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng. Đến tầm khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn. Lúc này, con dâu bà nhìn ra ngoài và lơ mơ hỏi, tại sao đi đường này? Thì ông Hát, một cán bộ huyện đi cùng trên xe, bảo đi ra đây đổ xăng. Sau đó, mọi người xuống xe đi vào trong khách sạn trên tầng 2 lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke. Đây là hình ảnh trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, Quảng Ninh. Mọi người đi vào thì cô con được đi cùng một chị đưa vào trong nhà vệ sinh để nôn. Xong, con cô ra ngoài phòng vệ sinh thì nhắn tin cho chồng bảo đến đón về thì ông Hát đến bảo con cô. Em ra mời các sếp vào hát. Con nhà cô bảo em say lắm rồi, giờ các anh cứ bắt em hát là em ngã, không đi được đâu. Sau đấy, con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông Lê Hùng Sơn, bí thư huyện ủy Cô Tô hãm hiếp, bà Em kể. Hãm hiếp xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó, có điện cho chồng đến đón. Đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên công an huyện bị ông bí thư huyện hãm hiếp. Công an huyện cũng rất khó xử bởi ông Sơn là lãnh đạo địa phương nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để họ báo cáo lên giám đốc công an tỉnh. Ngay trong đêm đó, công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông Sơn, lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân và đi giám định. Đơn nhà cô đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ, đừng nghĩ các ông là lãnh đạo muốn làm ai thì làm. Con nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ có phải là công cụ riêng để các ông ấy sử dụng đâu. Ông ấy đã làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế. Gia đình sẽ theo đến cùng để bảo vệ danh dự cho con. Và sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chấp nhận đi tù. Bà Em quả quyết như vậy. Đây là hình ảnh ông Lê Hùng Sơn được chúc mừng lên bí thư huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu tới 100%. Con cô bị hãm hại chứ không phải bị cặp bồ bị bắt được đâu mà phải giấu giếm, nên đừng ai khuyên gia đình rút đơn cả. Bà Em bức xúc nói thêm. Trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Mạc Văn Trang cũng đưa ra bình luận như sau. Chuyện này hơi lạ, là hành vi sai trái của các nhân vật có chức quyền, thường bị che giấu, vòng vo, úp mở, rồi dần dần mới công khai hoặc là bị cho chìm xuồng. Vụ Lê Hồng Sơn cưỡng hiếp một phụ nữ, nhân viên lại được điều tra tức tốc ngay trong đêm, và bùng nổ thông tin trên báo chí rất nhanh, tới tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vội ra quyết định đình chỉ công tác để xử lý. Qua vụ này, tôi có vài suy nghĩ.
Lê Hồng Sơn vốn cậy mình là bí thư huyện đảo Cô Tô, anh hùng nhất khoảnh, tưởng muốn làm gì thì làm, không sợ thằng nào cả. Xét về tâm lý thì lần đầu tiên Sơn không thể dám liều như vậy mà phải có quá trình sảm sỡ với phụ nữ, quấy rối tình dục từ thấp lên cao đã dặn dày mới dẫn đến hành vi cưỡng hiếp nhân viên bất chấp có nhiều đồng nghiệp, nhân viên quanh đó và khách sạn có camera quay. Chuyện này đã từng xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị khi thủ trưởng cậy quyền quấy rối nhân viên nữ. Nếu đi sâu điều tra, nghiên cứu sẽ thấy đây là một vụ đặc biệt của các sếp khi không bị sợ bị kiểm soát quyền lực. Đây là hình ảnh vào tháng 11 năm 2016 trả lời Quốc hội về hiện tượng các cô giáo bị lãnh đạo điều đi làm tiếp viên, khách hàng, ăn nhậu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Nhạ đã nói rằng trong thực tế đã có nhiều trường hợp mà cán bộ địa phương vì vui vẻ thôi đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín. Lê Hồng Sơn bị điều tra tức tốc là chẳng may đụng vào vợ một nhân viên an ninh. Chị này phản ứng quyết liệt và báo ngay với chồng cùng gia đình. Anh chồng thì báo ngay với chỉ huy công an huyện. Huyện báo ngay lên giám đốc công an tỉnh, tỉnh cử cán bộ xuống điều tra ngay trong đêm. Và yêu cầu chị bị hại không tắm rửa để lấy mẫu tinh trùng, xét nghiệm vân vân. Có lẽ ít vụ án nào của quan chức đã được công an điều tra thần tốc đến như vậy. Nếu người bị hại không phải là người thân của công an thì có được xử lý tức tốc đến như vậy hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Còn thuyết âm mưu thì cho rằng đây là kịch bản đưa Lê Hồng Sơn vào bẫy. Lê Hồng Sơn thăng tiến quá nhanh. Sinh ngày 3 tháng 9 năm 1982 ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ, thạc sĩ, kinh tế, công nghiệp. Từng là bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh, tỉnh ủy viên rồi và ngày 3 tháng 11 được chỉ định giữ chức vụ bí thư huyện ủy Cô Tô, nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy là sức cứ lên vùn vụt. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân huyện bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt tới 100%. Tuổi trẻ, tài cao, đẹp mã như Lê Hồng Sơn lại quê Thanh Hóa, chẳng mấy chốc lại vượt mặt hàng loạt quan chức đi lên trung ương. Vì nằm trong kịch bản nên các đồng nghiệp cấp dưới đi cùng đã làm ngơ, tạo điều kiện cho sếp hành động và camera để ghi hình. Và có như tờ báo trong nước nói rằng công an đã trích xuất hình ảnh từ camera. Nếu quả như vậy thì thật là khốn nạn. Chuyện âm mưu cũng đã từng xảy ra khá nhiều. Nghe nói có quan chức, nước ta cũng dính bẫy ở nước bạn đấy. Đây cũng là đề tài đáng được nghiên cứu để dạy cho các quan chức trong nước. Đây là hình ảnh Phó trưởng Công an quận 10, Thượng tá Hoàng Thanh Hà bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như. Xem ra những lời giáo huấn đầy tâm huyết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 19 điều cấm đảng viên không được làm vừa được mọi người có phương tiện truyền thông tuyên truyền rầm rộ, sâu rộng, chỉ như nước đổ đầu vịt với những đảng viên như Lê Hồng Sơn mà thôi. Gần đây không hiếm những vụ việc quan chức lãnh đạo sàm sỡ với cấp dưới ngay tại nơi làm việc. Dư luận vẫn còn chưa quên vụ Phó trưởng Công an quận 10, Thượng tá Hoàng Thanh Hà bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như vào hôm 18 tháng 8 năm 2020. Chồng của Tố Như là một cán bộ cấp dưới cùng đơn vị với Thượng tá Hoàng Thanh Hà bắt được tại trận vợ mình ngủ với cấp trên tại khách sạn khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Anh ta đã theo dõi và quay clip chụp ảnh sự việc để làm bằng chứng đưa ra công luận. Vào tháng 8 vừa qua, dư luận cũng xôn xao khi một nữ nhân viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên tố cáo đã bị ông Đào Duy Anh, phó giám đốc sở, có hành vi xâm phạm tình dục ngay tại phòng làm việc. Mặc dù sau đó nữ nhân viên này đã rút đơn tố cáo, tuy nhiên vị phó giám đốc sở đã bị kỷ luật cách chức. Theo nội dung tố cáo, chiều ngày 3 tháng 8 năm 2021, ông Đào Duy Anh đã gọi điện và nhắn cho chị N sang phòng làm việc của mình. Khi nữ nhân viên này đến phòng, ông đã khóa cửa lại và sau đó có những hành vi không đúng chuẩn mực. Nữ nhân viên đã cố gắng chống cự, chạy thoát được ra ngoài, thông báo cho đồng nghiệp và lãnh đạo của sở. Cô này sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi đổi bại của ông Đào Duy Anh, một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa chia sẻ những video này cho nhiều người cùng biết và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lao động Việt mắc kẹt tại Algeria kêu cứu trong vô vọng. Nhiều lao động Việt Nam tại Algeria mới đây đã liên lạc với đài FA cho hay họ đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan
khi chủ sử dụng lao động không trả lương và cất giữ hộ chiếu nên họ không làm gì được. Chưa kể, nếu muốn về nước thì họ phải tự bỏ tiền túi, mà điều này hoàn toàn trái với những quy định đã được ký kết trước đây với phía công ty hỗ trợ. Muôn vàn khó khăn. Hiện tại ở Algeria, công nhân Việt Nam mắc kẹt rất nhiều vì ở đây rất nhiều công ty Việt Nam làm việc, cỡ 30-50 người và rất nhiều. Sa mạc thì nóng toàn cầu, hiện đang bị giam giữ tại đây, không đi đâu được, hiện tại cũng không có hộ chiếu. Hộ chiếu do công ty Trung Quốc nắm giữ nhưng cách xa ở đây. Họ đóng quân ở thủ đô nhưng làm việc thì ở đây, đi máy bay hết 2 tiếng. Hộ chiếu thì họ không trao trả để mình được đi lại, hiện tại là 7 tháng rồi. Vừa rồi là lời của anh Hoàng Chí Thanh đã nói với đài FA từ sa mạc Sahara thuộc địa phận nước Algeria vào tối ngày 10 tháng 11. Đây là hình ảnh lao động Việt Nam mắc kẹt tại Algeria kêu cứu. Trước đó, trao đổi với đài FA vào ngày 2 tháng 9, anh Nguyễn Văn Hiệp, một công nhân khác tại Algeria, cũng cho hay về tình trạng nguy cấp của những công nhân Việt Nam khi họ đang không được công ty trả giấy tờ để làm thủ tục. Anh Hiệp nói rằng, giờ hai bên không gia hạn visa cho tụi tôi như người bất hợp pháp, đang ở trong công ty, đúng chủ sở hữu sử dụng, nhưng giờ đúng là người bất hợp pháp, không visa, không giấy tờ, có thể bị nguy cơ bị công an bắt. Hôm qua thì có công an vào kiểm tra, nhưng chủ đã đóng cửa, bắt chạy đi khắp nơi trốn. 2-3 năm trời, tụi tôi không được đi lăn vân tay hay ký visa gì, kể cả các thiết bị y tế, khám sức khỏe, không có sự can thiệp gì từ công ty. Tụi tôi cũng gửi đơn phản ánh về công ty ở Việt Nam nhiều rồi, nhưng công ty ở Việt Nam không có trách nhiệm gì, cứ bơ như vậy, không làm gì cho tụi tôi. Điện về thích thì nghe máy, không thích thì thôi. Theo những chia sẻ của các công nhân tại Algeria mà đài FA có cơ hội trò chuyện, hầu hết họ đều được đưa sang đây lao động thông qua công ty môi giới tại Việt Nam có tên là Công ty Cổ phần và Đầu tư Hợp tác Quốc tế Thăng Long. Viết là Thăng Long OSC, trụ sở văn phòng đặt tại Hà Nội. Tuy nhiên, đến tháng 4 vừa qua, phía công ty sử dụng lao động đã ngừng trả lương cho công nhân, dù phía công nhân đã nhiều lần liên lạc với cả công ty sử dụng lao động lẫn công ty môi giới lao động, nhưng không ai giải quyết. Đây là hình ảnh trang web của công ty xuất khẩu lao động Thăng Long OSC. Anh Đào Văn Pha, một trong số những công nhân đang mắc kẹt trong tình huống này, cho biết như sau. Ở đây, anh em đi làm bình thường, nhưng từ tháng 4 tới giờ người ta không trả lương cho mình. Ở đây có một số anh em hết hạn hợp đồng, nhưng chủ cũng không đóng tiền visa để về. Điện về cho công ty thì công ty trả lời, nhờ anh em bên đây đình công để giải quyết cái này, cái khác. Nhưng đình công tháng này, tháng khác họ cũng không giải quyết, bắt buộc phải đi làm. Nhưng người làm thì người ta cũng không trả lương. Dù thường xuyên liên lạc với công ty, yêu cầu trợ giúp, nhưng hầu hết các lao động Việt Nam đang ở tại Algeria vẫn không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào. Nhiều người trong số họ cho biết đã phải cầu cứu các cơ quan, ban ngành khác. Anh Hoàng Chí Thanh cho hay, giờ điện thoại người ta chẳng bao giờ bắt máy, nghe máy. Tôi đã gửi email cho ông Tống Hải Nam là Cục Quản lý Lao động ngoài nước và một số ông phó trưởng cục nữa, nhưng chẳng bao giờ họ trả lời. Tôi gửi tới Đại sứ quán ở Algeria nhưng cũng vậy thôi, tại vì sao mà họ lại thờ ơ với những lao động ở nước ngoài đến như vậy. Và đối mặt với nhiều khó khăn từ môi trường làm việc nắng nóng khắc nghiệt nhưng lại bị chủ nợ lương và không cung cấp đủ thực phẩm hàng ngày, đã khiến cho nhiều công nhân chỉ cầu mong mau chóng được về đoàn tụ với gia đình. Tuy vậy, con đường trở về của họ chưa thấy đâu, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh đang lan tràn rất mạnh như hiện nay. Đây là hình ảnh nơi ở của lao động Việt Nam tại Algeria. Anh Nguyễn Văn Hiệp cho hay, anh cùng nhiều lao động khác đã liên lạc với cơ quan đại diện chính phủ Hà Nội tại nước sở tại nhưng cũng không nhận được sự giúp đỡ nào. Anh nói, đại sứ quán bên này có trách nhiệm gì với công dân bên này, tụi tôi không biết, chứ tụi tôi cũng có liên lạc, nhưng người ta nói sơ qua về thủ tục về nước và bảo không có trách nhiệm xử lý những tình huống như thế này. Người ta bảo tôi như vậy. Thứ hai là điện lên thì người ta bảo nói gì thì nói nhanh lên, người ta không muốn lắng nghe tụi tôi giải thích, không nghe tụi tôi cầu cứu. Tuy vậy, rất may mắn vào cuối tháng 9 vừa qua, có một số công nhân tại Algeria cuối cùng cũng được trở về nước. Tuy nhiên, họ cho biết không phải ai cũng được về vì tiền đâu mà về. Anh Nguyễn Văn Hiệp là một trong số những người may mắn đó
vào sáng ngày 11 tháng 1 kể lại hành trình về nước của anh như sau. Khi đi có ký hợp đồng với công ty là hết hạn hợp đồng, công ty có trách nhiệm đem công nhân về nước. Chủ sử dụng phải lo tất cả chi phí từ Việt Nam sang bên này và từ bên này về Việt Nam. Khi hết hợp đồng lao động thì công ty phải có trách nhiệm đem công nhân về nước. Nhưng bây giờ, thời dịch bệnh thì cả ba bên công ty ở Việt Nam, công ty ở Algeria, chủ sử dụng, người môi giới lao động và người lao động có trách nhiệm ba phần, đáng lẽ phải chia ra. Nhưng bây giờ bắt buộc đè đầu, đè cổ, công nhân chịu hết. Tổng chi phí từ Algeria về hết gần 70 triệu. Riêng ở công ty Việt Nam, thu mua vé là 58 triệu rồi. Về tiền xe từ sân bay về khu cách ly, tiền test Covid, tiền ăn, sinh hoạt, nói chung là tất cả. Người nào không có tiền đóng về thì phải nằm lại, còn người nào không bỏ tiền ra, người ta không cho về. Đây là hình ảnh công trường xây dựng của công ty Đông Nhất Giang Tô của Trung Quốc tại tỉnh Kenra tại Algeria, nơi các công nhân Việt Nam đang lao động. Xác nhận thực tế, anh Hiệp vừa nói nêu anh Hoàng Chí Thanh cho hay, trong thời kỳ còn đang bị công ty nợ lương 7 tháng như hiện nay, tiền ăn còn không có, công nhân lấy đâu số tiền hàng chục triệu đồng để về nước. Không ai có trách nhiệm lên tiếng. Đài FA cũng có liên hệ với Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam, nhưng sau khi được chuyển máy đến số văn phòng của ông, không ai trả lời cuộc gọi. Chúng tôi cũng đã gửi email đến Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria trong khoảng tháng 9 năm 2021, lúc đài FA nhận được thư cầu cứu của những lao động Việt Nam, nhưng mãi đến hôm nay vẫn không nhận được hồi âm. Lãnh đạo công ty OSC Thăng Long cho hay họ vẫn thường xuyên liên lạc, báo cáo tình hình và nhờ sự can thiệp giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam nhằm hỗ trợ người lao động. Tuy vậy, theo lời kể của những công nhân tại Algeria, dường như nỗ lực theo lời người đại diện của công ty OSC Thăng Long vẫn chưa đem đến những tác động tích cực gì cho phía công nhân. Thêm vào đó, trách nhiệm của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria trong vụ việc này cũng không thấy đâu, khiến nhiều công nhân thất vọng, như lời anh Nguyễn Văn Hiệp nói. Nói chung, Đại sứ quán bên đấy không có sự can thiệp, ưu tiên đến quyền lợi lao động, công nhân. Mình cần thì mình gọi lên người ta chỉ có trả lời đôi ba câu, chứ không can thiệp như vấn đề lương. Hiện giờ, tụi tôi về Việt Nam gần sang tháng thứ hai, nhưng lương từ tháng 4 vẫn chưa được trả gì cả. Đây là hình ảnh Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ. Tại Algeria, sau khi nhiều lần cầu cứu các cơ quan chức năng nhưng vẫn không nhận được sự hỗ trợ giải quyết, anh Hoàng Chí Thành cùng nhiều lao động khác đã gửi thông tin đến nhiều báo đài trực thuộc nhà nước Việt Nam như VTV, Chuyển động 24, Báo Lao động, nhưng chỉ mỗi Báo Lao động đưa tin. Do đó, anh Thành đã đi dùng thêm nhiều kênh thông tin mạng xã hội khác như YouTube, Facebook để nêu những khó khăn của các công nhân Việt Nam tại Algeria đang gặp phải. Anh giải thích mục đích của mình rằng để Bộ Lao động, Bộ Thương binh Xã hội nhìn thấy, Cục Quản lý Lao động nước ngoài nhìn thấy để họ hiểu được người Việt Nam ở nước ngoài cũng có được quyền công dân. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại sứ quán, lãnh sự quán, đại diện hợp pháp cho những người Việt Nam ở nước ngoài cũng có trách nhiệm phải làm việc. Nếu họ không có thì dẹp đại sứ quán, nếu họ không làm chúng tôi sẵn sàng không liên lạc với họ nữa. Nếu họ cứ rườm rà rắc rối như vậy thì chúng tôi đến bao giờ mới về được Việt Nam? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 với bản tin Lao động Việt Nam mắc kẹt tại Algeria kêu cứu trong vô vọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.